Mẹ cháu đã phát hiện ra anh Vani và Caramen. Anh Vani và Caramen hú hí ở trong cái tủ của tôi. Thôi chết rồi. Anh Vani là chồng của Sứa Sứa. Đó. Thế mà anh Vani lại hú hí với cô Caramen là sao? Hả? Hả anh Vani? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, ghét không, ghét không, ghét không. Hỏi cho chui vào quần áo của mẹ. Đi ra mau. Nào, đi ra mau. Đi ra mau, nhanh lên. Yo, kéo 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 cái tay, kéo cái tay, kéo cái tay, kéo cái tay, xinh 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 xinh. Ê, các bác thấy chưa? Em kéo cái tay của Caramel nhá, là thằng Vani nó không cho nhá. Nó giữ tay em Vani lại, nó giữ tay em Caramel lại, nó bênh đấy các bác ơi. Đây, mẹ kéo em Caramel. Ở đấy, 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 nó thơm vào tay tôi để tôi không kéo được con Caramel này, các bác thấy chưa? Các bác đã chứng kiến chưa? Vani đấy, nó bênh đấy, nó bênh em đấy. Nó bênh em. Ô, đấy. À, nó giữ tay em. Úi dồi ôi, nó giữ tay em, các bác nhìn thấy chưa? Bây giờ mẹ cháu mới phát hiện ra thằng Vani nó rất là yêu cái con Caramel này. Nào. Nào. Ôi ôi, nó thơm tay tôi để tôi không kéo được con em này ra. Đó. Rồi đi ra, đi ra cả hai. Cả hai anh em nhà ngươi, đi ra. Tại sao chui vào quần áo của mẹ nhá? Đóng tủ cửa tủ lại. Trời ơi, đi ra chỗ khác, mau lên. Hả? Không nhá, tuyệt đối không được chui vào tủ của mẹ nhá. Quần áo của mẹ nhá, được chưa? Cả em caramel sô cô la nữa. Sô cô la ra đi. Đây. Không được đứa nào vào chui vào tủ của mẹ. Nhớ đấy. Nhớ chưa? Kinh chưa? Hai đứa hú hí nhá. Hú hí nhá, tối con sữa nó về nhá. Nó ghen nó đánh cho thì chết luôn đó. Caramel có biết chưa? Có biết anh Vani là chồng của Sữa Sữa chưa? Thế mà cứ chui vào trong tủ đấy vậy, anh Vani là Sữa Sữa nó đánh cho đấy thì chưa, nó kéo sành sạch luôn đấy. Đấy các bác thấy chưa? Nó thằng Vani nó rất là bênh con Caramel này nhá. Đấy, mẹ cháu. Ấy 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 nó thơm tay em để em không 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 làm gì được con Caramel á. Các bác thấy chưa? Nó bênh lắm ấy. Bênh nó yêu cái con Caramel này lắm luôn đấy. Ôi, các bác ơi, cháu mẹ cháu phát hiện ra là thằng ôi ấy 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 nó giữ tay em để nó bênh cái con Caramel đấy các bác ạ. Đấy đấy, các bác thấy chưa? Em kéo nó, em kéo con Caramel. Đấy, nó không cho, nó không cho, không cho. Đấy. Các bác thấy chưa? Nó bênh nhau lắm đấy. À, nó bênh ấy, nó bênh em đấy, nó bênh em. Nó bênh em, nó bênh Caramel. Vật vật nó ra. Ôi giời ơi, đấy nó giữ đấy. Nó giữ để nó bảo vệ em Caramel đấy, kinh chưa? Mẹ mới phát hiện ra là Vani yêu Caramel nhá. Trời ơi, dễ thương nhở. Ôi giời ơi, ôm ôm lấy em. Xong rồi rủ em vào trong trong tủ. Trời ơi, tối về sữa đánh cho nó. Đùa đâu. Tối về sữa đánh nó đấy. Sữa nó ghen lắm. À, sữa nó ghen lắm đấy nhá. À, các bác ăn cơm chưa? Các bác đã ăn cơm chưa chưa? Đây, mấy đứa bé này đây. Ra ngoài khu vườn. À, ra đây ngồi ghế à? Ra đây ngồi ghế à? Ngắm, ngồi ánh nắng nhỉ? Ngồi đây là bé bé ngồi ăn thô à hả? Bé cũng ngồi ăn thô à? Bé ngồi ăn thô, bé bé tận hưởng ánh nắng à? Trời ơi, trời, dễ dễ thương không? Dễ thương không các bác ơi? Dễ thương quá à. Đây cây mai vàng của nhà cháu đẹp không các bác ơi? Các bác thấy cây mai vàng nhà cháu ngày hôm nay phải đến hơn 20 bông rồi. Cái chùm này chuẩn bị nở nữa, tuyệt vời không ạ? Đây, chùm này cũng chuẩn bị nở nữa, tuyệt vời. Hoa đấy, hoa giấy đây các bác ơi, tuyệt vời quá, đẹp không ạ? Đây, còn đây là hoa giấy đây. Còn hoa chanh nữa cơ, ở bên kia còn có hoa chanh nữa cơ các bác ạ. À. Đấy, hoa chanh, cây chanh này thì nở hết rồi.
Còn bên 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 vườn bên này cơ, bên vườn bên này có hoa chanh. Bên vườn bên này có hoa chanh thơm. Thơm lắm luôn nè các bác ơi. Hoa chanh đây. Hoa chanh thơm phức luôn, các bác thấy đẹp không? Đó, hôm nay nở mấy bông liền luôn nè các bác ơi. Đẹp không các bác ạ? À? Sáng nay mẹ cháu bận học cả buổi sáng, đến bây giờ mới có một chút thời gian thư giãn đi ạ. Vâng, xin chào. Và bây giờ mẹ cháu chuẩn bị đi đun gạo lứt tâm sen thảo quyết minh để uống đây ạ. À.